Chúng tôi là Hải Bình và Kiều Trâm. Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình tin tức buổi tối của Đài Việt TV. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 9 tháng 11 năm 2017. Và để mở đầu là những dòng sự kiện chính trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi. Colombia tịch thu 12 tấn cocaine bất hợp pháp. Brazil và Hoa Kỳ tham gia tập trận trong rừng rậm Amazon. Nhiều trường học ở Mexico buộc phải đóng cửa vì sự hoành hành của các băng đảng ma túy trong vùng. Đảng Dân Chủ chiến thắng tại nhiều cuộc bầu cử ở các tiểu bang. Tổng thống Donald Trump đã dùng lời lẽ tấn công cá nhân lãnh đạo Bắc Hàn. Và để mở đầu cho phần tin thế giới, xin mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết có 3 chiến binh người Syria đã ra hầu tòa tại thành phố Munich của Đức Quốc. Ba nghi phạm vốn bị tình nghi là các chiến binh Hồi giáo đến từ Syria đã vừa ra hầu tòa tại thành phố Munich của Đức Quốc vào thứ Năm ngày 9 tháng 11 và hiện đang phải đối mặt với tội danh hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố ngoại quốc ở Trung Đông. Phát ngôn nhân tòa án tối cao thành phố Munich là Florian Kolski cho biết bên bị đơn đã bị cáo buộc hỗ trợ xe cứu thương và nhiều chiếc xe hơi khác cho tổ chức khủng bố Junud al-Sham vào năm 2013. Đây là một nhóm thánh chiến cực đoan đến từ vùng Chechen đông người Hồi giáo sinh sống. Nhóm này đang có mưu thành lập một quốc gia Hồi giáo ở Âu Châu. Bộ Nội vụ của Đức loan báo lực lượng khủng bố Junud al-Sham trước đây từng hợp tác với nhóm al-Nusra Front là một chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Syria. Thưa quý vị, Colombia tịch thu 12 tấn cocaine bất hợp pháp. Lực lượng cảnh sát Colombia vào ngày thứ Tư 8 tháng 11 loan báo họ đã tịch thu được hơn 12 tấn cocaine bất hợp pháp từ một băng đảng khét tiếng trong vùng. Đây được cho là lượng ma túy lớn nhất từng bị thu giữ trong lịch sử của quốc gia Nam Mỹ nêu trên. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho biết số cocaine nêu trên được ước tính có trị giá lên đến 360 triệu Mỹ Kim. Nó đã được tìm thấy bên dưới 4 nông trại trong một khu vực chuyên trồng chuối ở tỉnh Antioquia, gần đường biên giới giáp ranh với quốc gia láng giềng Panama. Chủ nhân của số thuốc hiện đang bị tình nghi là nhóm Gulf Clan. Nhóm này đã bị chính quyền liệt vào danh sách những mối đe dọa hàng đầu kể từ khi chính phủ lâm thời Colombia ký kết vào hiệp ước hòa bình với nhóm phiến quân cánh tả FARC vào năm 2016. Vụ bố ráp nêu trên đã diễn ra ngay vào thời điểm Hoa Kỳ đang cùng Colombia tiến hành một chiến dịch bài trừ ma túy. Nhà lãnh đạo Bogota Juan Manuel Santos đã cam kết sẽ phái 80.000 binh sĩ và cảnh sát tới các khu vực từng bị phe FARC kiểm soát để ngăn chặn sự bành trướng của các băng đảng ma túy khét tiếng trong vùng. Brazil và Hoa Kỳ đã tham gia tập trận trong rừng rậm Amazon. Các nhân viên quân sự của Hoa Kỳ hiện đang tham gia vào một cuộc tập trận mang tầm cỡ quốc tế, vốn được ấn định là sẽ kéo dài suốt hơn một tuần lễ bên trong khu rừng rậm Amazon ở mạn bắc của Brazil. Mục đích của màn diễn tập quân sự nêu trên là nhằm để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng giữa Washington và Rio de Janeiro. Các binh sĩ đến từ Brazil, Colombia và Peru theo dự trù sẽ dựng lên một khu căn cứ quân sự tạm thời trong vùng biên giới giáp ranh giữa ba nước suốt quãng thời gian diễn ra cuộc tập trận. Đây là dịp để các quân nhân rèn luyện khả năng cứu trợ nhân đạo và đối phó với thiên tai. Bộ Quốc phòng Brazil cho biết vào khoảng 50 binh sĩ Hoa Kỳ sẽ góp mặt vào cuộc tập trận, trong đó bao gồm 19 quan sát viên và 31 thành viên thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Montana. Và ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ còn phái một chiếc phi cơ vận chuyển thuộc dòng Hercules C-130 mang theo nhiều vũ khí và dụng cụ quân sự tới Brazil. Sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trong khu vực Amazon sẽ giúp tăng cường mối quan hệ quốc phòng giữa cả hai quốc gia đông dân nhất vùng Tây bán cầu nêu trên. Thưa quý vị, nhiều trường học ở Mexico buộc phải đóng cửa vì sự hoành hành của các băng đảng ma túy trong vùng. Những mối đe dọa do các băng đảng buôn lậu ma túy mang lại đã buộc hơn 300 trường đại học tại tiểu bang Guerrero của Mỹ Tây Cơ phải đóng cửa trong suốt 48 ngày, trong bối cảnh nơi đây đang được mệnh danh là một trong những tiểu bang nguy hiểm nhất của quốc gia Bắc Mỹ nêu trên. Thưa quý vị, kể từ ngày 22 tháng 9 đến nay, các lớp học đã không thể mở cửa hoạt động tại các khu vực nghèo khó của tiểu bang Guerrero sau khi các giáo viên và phụ huynh học sinh liên tục nhận được thư hăm dọa của các băng đảng. Phát ngôn nhân Bộ An ninh Guerrero Roberto Alvarez loan báo, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là thành phố Xislata,
Alisac, Ocahontingo, Jose Joaquin de Herrera và Chiplapa. Trong suốt thời gian vừa qua, giới chức Chad đã phái binh sĩ và cảnh sát tới tuần tra tại các khu vực này. Thưa quý vị, cách đây khoảng vài ngày, 7 thi thể bị phanh thây đã được tìm thấy bên một vệ đường ở tiểu bang Guerrero, nơi đang xảy ra mâu thuẫn giữa hai băng nhóm tội phạm khét tiếng Los Rojos và Los Atrios, thưa quý vị. Sông bị tức nước vỡ bờ khiến cho 9 người bị thiệt mạng tại miền đông nam của Colombia. Lực lượng cứu nạn địa phương và nhiều cư dân bản xứ vào thứ Tư ngày 8 tháng 11 đã nỗ lực đào bới đống đổ nát nhằm tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích sau khi mà một vụ sạt lở đất vừa cướp đi sinh mạng của ít nhất 9 người và đồng thời khiến cho 19 người khác bật vô âm tín tại miền đông nam của Colombia. Dựa vào thông tin ghi nhận từ sở cảnh sát thì dòng sông La Paila đã bị tức nước vỡ bờ gần thành phố Corinto thuộc tỉnh Cauca và khiến cho nước sông và sình lầy tràn ra đường xá. Nhiều căn tư gia và hạ tầng cơ sở đã bị ngập trong dòng nước lũ, buộc người dân phải di tản khẩn cấp tới những nơi khác an toàn hơn. Thị trưởng thành phố Corinto là Edward Fernando Garcia loan báo có đến 6 khu dân cư nơi có 32.000 người sinh sống đã bị tàn phá và 28 người đã bị thương trong vụ sạt lở đất nêu trên. Tại các thị trấn như là La Colombiana, La Playa, Esmeralda, Carrirales, Pedregal và El Teplon, vào khoảng 37 căn nhà đã bị hư hại một cách nặng nề. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp dự lễ khai trương viện bảo tàng Louvre ở Abu Dhabi. Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã vừa được mời tới dự lễ khai trương viện bảo tàng Louvre ở Abu Dhabi vào ngày thứ Tư 8 tháng 11, trong bối cảnh thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang muốn dựng lên một trung tâm văn hóa nhằm để thu hút thêm nhiều khách du lịch tới thăm. Hàng trăm kiệt tác nghệ thuật quý giá hiện đang được mang ra trưng bày tại viện bảo tàng này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hiện đang có chuyến công du kéo dài 2 ngày tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi ông có dịp hội kiến cùng Thái tử Abd Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Cùng tháp tùng với ông trong chuyến lần này có đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron. Trước khi quay về Paris, ông Macron sẽ tới Dubai để tham dự một diễn đàn kinh tế với một số quốc gia trong vùng. Nằm trong số những kiệt tác được mang ra trưng bày có 300 món được mượn từ Pháp, bao gồm tranh ảnh của các danh họa nổi tiếng như Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, thưa quý vị. Đánh bom khủng bố khiến cho 3 người đã bị thiệt mạng tại miền Tây Nam của Pakistan. Một kẻ tấn công tự sát đã vừa cho kích nổ quả bom mang theo trên người khi tiếp cận một giới chức cấp cao trong hàng ngũ cảnh sát. Người đang trên đường tới sẽ làm cùng với hai đồng nghiệp khác vào thứ Năm ngày 9 tháng 11, khiến cho cả 3 người nêu trên bị thiệt mạng tại tỉnh Balochistan thuộc miền Tây Nam của Pakistan. Được biết, vào cuối năm 2016, khu vực Balochistan đã liên tục bị rung chuyển bởi hàng loạt vụ tấn công khủng bố, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 180 người, và đồng thời khiến cho chính phủ Pakistan lo ngại về sự bành trướng của chủ nghĩa khủng bố cực đoan, trong đó bao gồm nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS. Vụ đánh bom mới nhất đã khiến cho sĩ quan cảnh sát Hamid Saki bị thiệt mạng. Viên tài xế chở ông và một nhân viên công lực khác cũng đã bị tử vong. Ngoài ra, vụ việc còn khiến cho 3 người khác bị thương tích. Nhóm phiến quân nổi dậy Taliban tại Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công đẫm máu lần này. Thưa quý vị, Iraq thắt chặt an ninh trước cuộc hành hương của người Hồi giáo Shiite tới Karbala. Nhà chức trách Iraq đã ban hành các biện pháp an ninh nghiêm ngặt trước chuyến hành hương thường niên của người Hồi giáo thuộc dòng Shiite từ Baghdad tới thánh địa Karbala để đánh dấu ngày lễ Arben. Thưa quý vị, ngày Arben chính thức kết thúc khoảng thời gian tưởng nhớ kéo dài suốt 40 ngày dành cho ông Imam Hussein, tức cháu trai của nhà tiên tri Mohammed, vì ông đã dũng cảm hy sinh trong một trận chiến ở Karbala vào thế kỷ thứ 7. Hàng trăm ngàn người hành hương dòng Shiite đã thực hiện hành trình đi bộ dài 80 km từ thủ đô Baghdad. Họ đã được lực lượng binh sĩ và đoàn xe quân sự hộ tống đến Karbala. Những người hành hương đến thăm đền thờ Thánh Imam Hussein để tỏ lòng kính trọng của họ và một số người đánh vào đầu và ngực để thể hiện sự đau buồn. Thưa quý vị, Imam Hussein đã bị quân đội Umayyad sát hại vào năm 680 và cái chết của ông chính là sự kiện gây chia rẽ người Hồi giáo thành hai dòng Sunni và Shiite. Thưa quý vị, người Hồi giáo dòng Shiite thường là các mục tiêu của quân nổi dậy cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Sunni, điển hình là phe ISIS.
số người bị thiệt mạng được dự đoán sẽ gia tăng sau khi một đài truyền hình tại Afghanistan bị tấn công khủng bố. Truyền thông quốc tế loan báo một đài truyền hình tư nhân đã vừa bị tấn công khủng bố tại thủ đô Kabul ở tại Afghanistan và số người bị thiệt mạng hiện đã được dự đoán là sẽ tiếp tục leo thang trong vài ngày sắp tới đây. Nhiều tay súng không rõ danh tính đã xông vào tòa nhà nơi đặt studio của đài Shamsat TV sau một vụ nổ lớn. Một nguồn tin thân cận có biết số người bị thiệt mạng hiện đang dao động từ 2 cho đến 5 người. Và ngoài ra còn có nhiều người khác bị trọng thương. Phát ngôn nhân sở cảnh sát Kabul là ông Basir Mujahid nói rằng một vụ nổ lớn đã xảy ra ngay tại lối ra vào của đài truyền hình Shamsat. Vụ việc này đã giúp mở đường cho các tay súng tiến vào bên trong. Một người trong số những kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh bản xứ bắn chết. Hiện thì vẫn chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công khủng bố lần này. Thưa quý vị, tang lễ được tổ chức dành cho nhân viên ngoại giao người Pakistan từng bị thiệt mạng tại Afghanistan. Một tang lễ trang nghiêm đã vừa được cử hành tại thủ đô Islamabad của Pakistan nhằm để tưởng nhớ tới một nhân viên ngoại giao người bản xứ đã bị các tay súng không rõ danh tính bắn thiệt mạng tại quốc gia láng giềng Afghanistan vào hồi đầu tuần vừa qua. Ngoại trưởng Pakistan Khwaja Asif và giới chức trách cao cấp trong Bộ Ngoại giao đã cùng hàng trăm người dân bản xứ tới dự tang lễ. Ông Rana đã bị sát hại khi đang ở gần tư dinh ở thành phố Mạn Đông Jalalabad của Pakistan vào ngày thứ Hai sau tháng 11. Vào sáng thứ Tư 8 tháng 11, khu vực biên giới Khyber Pass, vốn tọa lạc giữa hai quốc gia Pakistan và Afghanistan, đã bị phong tỏa để đón linh cữu của nhân viên ngoại giao Rana. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, chính phủ đã triệu đại sứ Afghanistan ở Islamabad đến để chất vấn sau vụ ám sát ông Rana. Mối quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan trong thời gian gần đây đã trở nên căng thẳng liên quan tới vụ tranh chấp xoay quanh cửa khẩu biên giới Tokhram. Vừa rồi là phần tin thế giới, sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.